Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với một chiếc máy khá là phức tạp trong cái dòng Performance Plus PPS. Thì đây là chiếc máy nó đơn giản thôi, dành cho người mới bắt đầu tập, dành cho những em trai em gái này nọ kia mà thể lực chưa cao, không có thể chơi bài đu xà đơn được, không thể chơi bài chống xà kép được. Thì đây là một cái máy đu xà đơn và chống xà kép có hỗ trợ mà hầu như là THOL nào cũng phải trang bị. Đây là cái máy nhịp cầu để các bạn bước qua những động tác freeway nó khó hơn, nặng hơn, nên cái máy này nó sẽ quan trọng. Và cách tập nó, tôi nói là nó khó, nó có nhiều chỗ để nó chỉnh lắm, nó có rất nhiều chỗ nó chỉnh. Đầu tiên các bạn nhìn nè, đó, vị trí chỉnh này để làm chi? Tay rộng tay hẹp, bạn bự thì bạn chỉnh dày, bạn nhỏ thì bạn chỉnh dày, để mình chống xà, bạn hiểu không? Còn cái vị trí trên đây á, thực hiện hai tính năng chin up và lap pull down. Cái cây chin up và cây lap pull down, nhớ nha bạn, trắc nghiệm câu hỏi đó. Cây này là cây chin up, cây này là cây lap pull down. Rồi tiếp tục là cái vị trí gì nữa? Vị trí tạ trong kia thì y chang, không có gì nó nói nữa nha. Vị trí tạ trong kia thì y chang. Vị trí tạ càng nặng dành cho người càng yếu, nó ngược cho các bạn. Vị trí tạ càng nhẹ dành cho người càng mạnh. Tất nhiên cái bài tập này là Duy minh họa thôi, chứ còn Duy là chơi freeway chứ không có chơi máy này. Máy này là máy dành cho PT tập và máy dành cho những bạn mới, giống như hai em quay phim nó ốm quá đó, yếu quá phải chơi máy này nha các bạn. Đây có một cái chốt để chỉnh cái gì, để chỉnh cái gì, để tháo cái này ra luôn. Phục trường hợp mình mạnh rồi, mình mạnh rồi mình vô luôn nha, mình mạnh rồi mình vô luôn mấy em, không cần nó nữa. Nó mạnh là chơi vậy ok đúng không, còn không mạnh thì chơi kiểu khác, không mạnh thì gắn này vô. Nó chỉnh này vô nè, kéo chốt ra, lòn ốc bụp nó giỡn dày à. Đó, đó là cách tập. Tập có hỗ trợ, anh Duy thích để hẹp tay nên anh Duy không có tập như vậy, mà anh Duy tập như vậy ok. Bài tiếp. Bước lên rồi ok đó. Rồi tới chin up. Ôi nặng quá vậy. Performance Plus Assisted Chin Up Dip 130 triệu. Chiếc máy này 130 triệu đó các bạn. Đắt hơn rất nhiều so với những cái dòng máy single station khác. Tại vì nó là sao? Nó là một chiếc máy tập được 3 bài. What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?
hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Powerrack 2M Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.